Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về diễn biến từng tháng tuổi Mậu Thìn 1988, Nam Mạng năm 2021. Tháng 1, tháng đầu năm là khởi đầu của một năm mới. Nên ngoài việc du xuân, bản mệnh cũng cần quan tâm, giữ gìn sức khỏe. Vì có sức khỏe, mọi sự mới thành công được. Tháng 2, đề phòng trộm cắp, hao tán của cải trong tháng này. Ngoài ra, bản mệnh nên cẩn trọng trong đi lại, vì phải di chuyển nhiều trong công việc. Tháng 3, gặp vấn đề về đường tiêu hóa và bộ phận dạ dày, chú ý thăm khám cẩn thận. Bên cạnh đó, tháng này phải chi tiêu nhiều tiền. Tháng 4, chủ về không may mắn trong công việc, gặp kẻ xấu cản trở, phá rối việc làm ăn kinh doanh. Có sự thay đổi nhất định trong công việc. Tháng 5, sau những tháng đầu năm không mấy thuận lợi, đến tháng này, việc làm ăn của bản mệnh tiến triển tốt đẹp. Do có lộc, được người tốt trợ giúp, trong nhà có hỷ tín cưới xin, tin vui. Tháng 6, đi lại miền sông nước nên lưu ý cẩn trọng. Tình cảm gia đạo tháng này không được tốt lắm, sức khỏe cần rèn luyện và chú ý ăn uống điều độ. Tháng 7, chủ về vướng những rắc rối về giấy tờ liên quan đến luật pháp. Vì vậy, phần nào cản trở, phát triển công việc kinh doanh, làm ăn. Tháng 8, những rắc rối liên quan đến luật pháp có thể gây cản trở đến công việc của bản mệnh trong tháng này. Tuy nhiên, việc làm ăn tiến triển thuận lợi, ổn định. Tháng 9, ra ngoài ngoại giao hay trong công việc được nhiều quý cô để ý. Bên cạnh đó, bản mệnh may mắn về chuyện ăn uống trong tháng hay được ăn ngon, ăn nhiều. Tháng 10, trong tháng này, chuyện công việc diễn biến không thuận lợi. Ngoài ra, nguồn tài chính cũng gặp vấn đề về sức khỏe dễ mắc bệnh. Tháng 11, thuận lợi trong công việc làm ăn, sức khỏe cũng tốt hơn. Dù gặp chuyện gì phiền lòng cũng đều chuyển tốt đẹp, đó là nhờ phúc phần tổ tiên của quý anh. Tháng 12, trong tháng có sự tu sửa nhà cửa, nơi ở. Ngoài ra, bản mệnh chi tiêu nhiều trong tháng và nên lưu ý vấn đề sức khỏe không tốt lắm. Về phương diện sức khỏe, năm nay bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều, bởi vì nếu có sinh bệnh sẽ lâu khỏi. Ngoài ra, xương khớp cũng gặp vấn đề, không được khỏe mạnh dẻo dai, nên đi khám không nên chủ quan. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.